duyên hóa thành trò. Mặt hồ rung lên mang hạt mưa xuyên nát lòng ta. Trái tim rộng lớn thu nhân gian trong đôi mắt sầu lo. Bầu trời riêng ta ru lời ca nhắn ai đừng xa. Nhắn ai đừng xa. Nhìn từng chiếc lá hoa phai màu rụng rời ngoài hiên. Mình ta với ta thôi mà. Tâm thân này chịu nhiều đớn đau lưu. Lần trước ấy thì mình đã chia sẻ và khui hộp với anh em những cái mẫu bi gầm của dòng Ifica, mã là M617. Ở clip này thì mình sẽ tiếp tục khui hộp cái sản phẩm cũng là của hãng Ifica, có mã là I8S. Và để đi vào cái video này thì mình cũng xin phép mình chia sẻ luôn là ở bên mình thường xuyên sử dụng những cái sản phẩm của Ifica. Đó thì anh em cũng đã biết đến cái sản phẩm là mẫu bi LED mini G2 của thương hiệu Ifica này. Đại đa số các anh em ở kênh Kim Motun cực kỳ là yêu thích cái mẫu sản phẩm này. Về thứ nhất là cái giá thành hợp lý, thứ hai là độ bền và độ sáng của nó cũng khá là cao. Và tiếp tục hôm nay ở cái video này sẽ là cái mẫu bi pha 3 inch, mã là I8S. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào xăm soi và khui hộp cái sản phẩm em này, xem em này nó có những cái thế mạnh như thế nào, có đáng để chúng ta nâng cấp lên những cái bộ đèn pha của những cái chiếc xe ô tô cũng như là những cái chiếc xe máy thân yêu của chúng ta hay không. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào tiến hành khui hộp cái sản phẩm này. Rồi thì ở trước mắt các bạn nó đang là một cái hộp khá là to, một thương hiệu đến từ Trung Quốc. Và cái thương hiệu Ifica này thì được rất nhiều anh em trên toàn quốc đã biết đến từ lâu về cái độ bền cũng như là cái giá thành của nó cực kỳ là hấp dẫn. Và cái mã I8S này nó là một cái sản phẩm mới của thương hiệu Ifica, nó đưa ra thị trường
Và cái mẫu Y8S này nó sẽ là có bi 3 inch anh em nhé. Và nó sẽ có bi pha và bi gầm. Thì bi gầm thì nó sẽ có cả bi xenon, và bi pha nó cũng có cả bi xenon luôn. Nhưng ở đây thì mình đang giới thiệu với anh em nó là cái mẫu bi LED. Và cái hộp của chúng ta ở đây nó sẽ in đầy đủ các cái thông tin của cái phần bóng này. Ở đây thì họ sẽ có chế độ cốt là 45W và chế độ pha là 55W. Giải điện áp sử dụng cho cái bóng này nó sẽ là từ 9 cho đến 18V. Nhiệt màu của cái bóng này nó đưa ra sẽ là 5500 Kelvin. Và cái bóng này nó sẽ hoạt động được từ cái giải là âm 40 độ cho đến là xấp xỉ là 180 độ C. Ở đây thì có các cái tiêu chuẩn của hãng cũng như là tiêu chuẩn của quốc tế châu Âu. Rồi, thì bây giờ là chúng ta sẽ xem đến cái mặt hông. Cái mặt hông thì cũng họ chỉ ghi là IPK thôi, LED Projector Lens. Ở cái phần đằng sau này thì họ sẽ in cho chúng ta một số cái phần thông tin để chúng ta có thể biết được là cái phần ánh sáng khi mà nó chiếu ở trên mặt đường nó sẽ ra làm sao. Ở đây là cái phần chế độ cốt thì nó có thể là soi xấp xỉ hoặc lớn hơn là 100m. Và ở chế độ pha này thì nó có thể là soi xa hơn 200m. Và đây thì nó sẽ là có cái phần ánh sáng tăng cường là 150%. Và đây là cái phần ánh sáng trung tâm sẽ tăng lên là 180%. Ở đây là cái cự ly chiếu xa có thể là nâng lên là 150m. Và cái thời gian tuổi thọ của cái bóng này nó sẽ tăng lên là 160%. Đó, nói chung là nó so với bóng zin thì nó bền rất là nhiều. Và ở bên hông của cái hộp này thì chúng ta sẽ thấy một số các cái phần tem. Ở đây là những cái tem 3 màu của công ty. Cái giá niêm yết của họ bán ở bên thị trường Trung Quốc nó sẽ là 2.388 nhân dân tệ. Và đây là tem chính hãng của công ty IPK. Đó thì anh em sẽ thấy nó lấp lánh, nó khá là đẹp. Và đây nó sẽ là có tem check mã cốt của công ty. Hàng chính hãng nó mới có cái này. Thì cái phiên bản này nó sẽ là phiên bản quốc tế. Thì tất cả các cái thị trường nó sẽ là giống nhau. Còn nó có một cái phiên bản gọi là hàng nội địa nữa. Thì nó sẽ cũng hình thức nó cũng giống như này. Nhưng mà thay vì nó in tiếng Anh ở đây thì nó sẽ là tiếng Trung Quốc. Ở đây thì mình đang cầm trên tay là cái mẫu này là thị trường quốc tế. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ đi vào khui hộp cái sản phẩm của em nó ra. Rồi sau khi là khui hộp sản phẩm ra thì chúng ta sẽ thấy có một cái miếng xốp chống sốc khá là dày đây. Và ở phía dưới cái lớp xốp chống sốc thì chúng ta sẽ có thêm một cái phần tem nhỏ. Và sẽ có thêm một cái sách dạng gọi là sách hướng dẫn sử dụng. Thì ở trên cái quyển sách này nó sẽ có mã QR code phân biệt hàng xịn chính hãng. Đó, nói chung là ở đây thì họ in toàn tiếng Trung thôi. Nhưng mà mình nhìn qua thì mình cũng hiểu một phần nào đó. Đây là nó sẽ là cái tờ hướng dẫn cũng như là cái phiếu bảo hành luôn. Thì chúng ta sẽ điền thông tin ở đây. Rồi thì ở đây người ta cũng sẽ in những cái phần thông số giống như ở trên bao bì. Thì ở đây nó sẽ có sử dụng cái nguồn điện áp là 9 cho đến 16V. Nhiệt độ hoạt động là từ 40 cho đến 120 độ C. Công suất là 4350. Rồi cái này thì chúng ta sẽ để ra không quan tâm đến nó. Ở đây thì họ sẽ ghi luôn là 3800 cho chế độ cốt và chế độ pha là 4800 lumen. Cực kỳ là sáng anh em nhé. Rồi thì mình sẽ để qua cái này sang một bên. Và ở trong hộp của chúng ta ở đây nó sẽ sở hữu là 2 bi. Đương nhiên rồi, sản xuất dành cho xe hơi thì nó sẽ là 2 bi cơ mà. Rồi thì cảm quan bên ngoài thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cái phần dây rắc ở đây khá là tươm tất. Thì anh em thể nhìn thấy là cái phần driver này họ làm khá là nhỏ gọn, được khắc caro rất là đẹp. Ở đây nó có mã là Y8S luôn. Và có bốn ốc và có những cái phần để bắt vào những cái phần để bắt vào xe cho nó khỏi kêu lộc sọc. Và cái dây này thiết kế là dây lưới sắt chống chuột, được đan khá là đẹp.
Thì ở đây thì họ sẽ cho thêm chúng ta là cái phần cao su đây. Và cái jack connect để kết nối có 4 lỗ trấu trong này. Rồi. Thì tiếp theo là chúng ta sẽ nhìn thấy cái dây gì đây. À, dây này là dây của cái màn chập. Cái jack kết nối màn chập. Và tiếp theo là mình sẽ khui cái phần bi này ra, là cái phần mà anh em sẽ rất là háo hức. Ở đây thì nó sẽ có hai cái con bi là giống nhau, thì mình sẽ rút một con bất kỳ ra. Đây là khá là chặt. Đó, thì khi mà khui ra thì họ sẽ bọc cái phần bi này vào trong một cái túi ni lông như thế này. Rồi thì mình sẽ bỏ riêng cái này ra một bên. Đó, thì cảm quan bên ngoài thì anh em có thể chiêm ngưỡng một vòng xung quanh nó. Nhìn khá là chất. Rồi thì tiếp theo là chúng ta sẽ đi xăm soi về em nó. Thì chúng ta có thể là nhìn thấy ở phía trước của cái phần bi này, nó sẽ có sở hữu cho chúng ta là một cái phần bi có kích thước là 3 inch, khá là đẹp. Về cái phần bi này thì cái phần đỉnh nó nhô khá là cao. Thì những cái bi mà có cái phần đỉnh nhô cao như này thì nó hứa hẹn nó sẽ đưa ra cho chúng ta một cái phần ánh sáng cực kỳ là sắc lẹm. Với đường ánh sáng của nó cắt rất là đẹp. Thì thường là những cái phần bi mà nó đưa nhô cao lên này thì phần ánh sáng nó đưa ra xuống mặt đường khá là ok. Đó thì ở đây thì họ sẽ làm cho chúng ta một cái phần dưỡng để giữ cái phần bi cầu chúng ta ở đây bằng nhựa. À, một cái lớp nhựa mà người ta làm một cái màu, nó là màu ghi xám xám, nhìn khá là chất, rất là đẹp. Thì anh em thể nhìn thấy này, đó, anh em thể nhìn thấy cái phần cát sơn ở trên cái phần thân giá, cái pad để giữ cái phần bi này cực kỳ là chất. Rồi và tiếp theo là chúng ta sẽ đến cái phần pad để gắn vào pha. Cái pad để gắn vào pha này thì mình thấy là nó được hoàn thiện bằng nhôm CNC khá là dày dặn, được sơn một lớp sơn màu đen sần, nó giống như cái phần thân của cái bóng này. Và cái bóng này nó sẽ được làm mát bởi cái phần quạt đằng sau này. Cái phần quạt đằng sau này anh em để thấy là người ta cũng dập bằng inox để che cái phần cánh quạt ở trong, để tránh cái hiện tượng là khi mình lắp lên xe cái những cái phần dây này nó cọ vào nó sẽ bị kẹt quạt. Họ làm khá là tươm tất và chỉnh chu. Và những cái phần rèm xung quanh này họ dập cực kỳ là khít nha anh em nhé. Đó thì những cái phần gia công của cái mẫu sản phẩm này mình thấy là họ làm khá là chu đáo và tươm tất. Ở đây thì họ sẽ làm cho chúng ta cái phần bầu nõn để đưa cái phần ánh sáng khi mà được hắt từ cái phần chip LED lên cái bầu nõn này để nó đưa ra cái phần thấu kính của chúng ta ở đây. Nó được làm bằng nhựa si anh em nhé, bằng nhựa si chứ không phải là bằng nhôm. Đây là một cái sản phẩm giá thành phải chăng, nhưng nên là cái này nó làm bằng nhựa si thì cũng phải thôi. Đó, thì ở phần dưới này nó sẽ là những cái phần lỗ để cho cái quạt gió này nó thổi làm mát, nó tản nhiệt cho cái phần chip LED của chúng ta ở đây. Và ở đây thì chúng ta sẽ nhìn ở phía trong thì chúng ta sẽ thấy một cái mà mình đang chỉ tay đây, nó sẽ chính là cái phần màn chập. Đó, và cái phần ở trong này nó sẽ có một cái phần hình cánh diều khá là lạ. Thì những cái mẫu khác thì mình thấy là nó sẽ làm hình phẳng, mà ở đây thì họ lại làm cái hình cánh diều này. Thì mình nghĩ là chắc là người ta sẽ tính toán nó sẽ đưa ra một cái phần ánh sáng cũng khá là ok. Nên là người ta mới làm cái phần viền cong hình cánh diều đó. Và cái sản phẩm này mình thấy là họ làm ở cái phần mặt sau này nó sẽ không sử dụng quạt gió ở phần dưới này như những cái sản phẩm khác mà họ sẽ làm về đằng sau này. Thì theo cái cảm quan của mình là nhìn như này khá là đẹp. Vì là khi chúng ta lắp ốp vào trong phần xe của chúng ta thì cái phần này nó vừa là cái phần làm mát mà vừa là cái phần giải nhiệt luôn. Còn ở phía dưới này thì nhiều khi là chúng ta lắp thì nó hay bị cọ dây xuống dưới này, thì nó có thể là ảnh hưởng đến phần quạt. Và cái phần thiết kế này mình thấy là khá là hài hòa, cũng là nhỏ nhắn, cũng cái chiều dài thân đuôi này cũng không đến nỗi là dài lắm, mặc dù nó đã sở hữu cái quạt này. Đó. Mà giá như là cái phần quạt nó nằm ở dưới này thì có thể là nó sẽ ngắn đi được đến đây nữa thì càng tốt này. Bởi vì là khi chúng ta lắp lên những cái chiếc xe hơi ấy, thì cái phần pha của nó rất là to. Về cái chiều dài đằng sau này nó cũng không bị cấn.
Còn những chúng ta mà lắp lên những cái chiếc xe máy ấy, thì cái phần chiều dài đằng sau nếu mà nó quá dài thì nó sẽ bị cấn. Nhưng mà cái sản phẩm này thì mình cũng đã ngắm là nó dài tương đương với lại những cái mẫu X-Line V10. Thì có rất nhiều anh em đã biết đến cái sản phẩm X-Line V10 rồi, thì anh em cũng thể biết là cái chiều dài của nó rồi. Và bây giờ là mình sẽ cầm cái mẫu X-Line V10 để so sánh cho anh em coi xem là cái chiều dài của nó có dài hơn cái thằng X-Line V10 hay không nhé. Rồi thì hiện tại ở trên tay mình đang cầm hai cái mẫu, một bên là i8s và một bên là X-Line V10. Thì cái mẫu X-Line V10 này thì trước đến nay thì anh em thì biết là cái độ sáng cũng như là cái độ nhỏ gọn của cái bóng này nó như thế nào rồi. Thì bây giờ là mình sẽ so sánh luôn cho anh em thì thấy là hai cái mẫu này nó sẽ có cái chiều dài là tương đồng như nhau. Đó, thì anh em thì thấy là ở cái mẫu X-Line V10 ấy, thì họ sẽ làm cái phần bi cầu của chúng ta ở đây nó sẽ là thiên về dạng dẹt nhiều hơn. Thì khi mà đọ như thế này thì anh em thì thấy là cái bi của thằng i8s của Ifica thì nó sẽ đưa cái phần bi nó sẽ nhô dài hơn, thì nó sẽ hứa hẹn được cái phần ánh sáng nó sắc nét, nó đẹp hơn là cái phần của bên X-Line V10 này đây. Và ở hai cái sản phẩm này thì mình thấy là nó sẽ có cái sự tương đồng về cùng kích thước anh em nhé, về cùng kích thước đó, cùng là 3 inch, nhưng mình có cảm giác là cái bi của i8s này mình có cảm giác là nó to hơn là cái phần X-Line V10. Cái phần X-Line V10 này, cái phần viền này họ làm khá là dày, cho nên là cảm quan thì mình nhìn mình cảm giác nó sẽ bé hơn. Còn cái i8s của Ifica này họ làm cái phần viền này nó mỏng, cho nên là nhìn cái bi nó khá là to. Đó, thì anh em thì nhìn là trực tiếp vào đây. Đó, cảm giác như ở bên X-Line nhỏ hơn. Đó, thì hai cái phần thân này nó sẽ có cái sự khác biệt. Rồi thì mình sẽ không nói nhiều về cái thằng X-Line V10 này nữa, thì có rất nhiều anh em biết đến cái sản phẩm này rồi. Thì bây giờ là chúng ta sẽ đi xem qua một cái phần cũng khá là quan trọng về những cái giắc kết nối của nó. Thì ở đây là chúng ta sẽ có một cái dây màn chập, nó đưa thẳng từ cái dây màn chập này xa đến cái giắc connect ở đây để chúng ta kết nối vào cái giắc zin ở trên xe chúng ta. Và ở đây nó sẽ có thêm một cái phần dây để nuôi cái chip led của chúng ta ở đây. Thì nó sẽ có một cái giắc connect có 4 chấu trong này, thì nó sẽ là hai giắc cho chip led và hai giắc cho quạt của chúng ta ở đây. Và cái dây này được hoàn thiện khá là tỉ mỉ vì người ta nó sẽ là đan lưới sắt dạng lưới chống chuột luôn. Và ở trên cái dây này chúng ta sẽ có mã vạch của cái sản phẩm này. Rồi thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách kết nối, sau đó là mình sẽ test phần ánh sáng thực tế. Thì cái bi này nó có cái độ sáng khá là cao, cho nên là mình sẽ không test ở đây và mình sẽ mang ra đường. Thì hiện giờ nó cũng đang là buổi tối thì mình sẽ mang ra đường. Rồi thì ở trên cái rắc này nó sẽ có cái phần mũi tên ở đây. Và chúng ta sẽ cắm nó vào cái rắc này. Ở trên cái rắc bên này nó cũng có cái phần mũi tên, và chúng ta sẽ vặn ren lại để giữ cố định của nó trong này cho nó khỏi bị lỏng lẻo. Ở trên cái phần rắc của cái driver ở đây nó sẽ có thêm một cái đoạn dây và có màu đen đỏ ở đây. Thì chúng ta sẽ đấu vào màu đen đỏ ở trên xe, cấp dương và cấp âm. Đồng nghĩa với việc như vậy thì chúng ta sẽ có một cái rắc để kết nối với lại cái phần màn chập của chúng ta ở đây. Đó, thì cũng sẽ kết nối âm dương. Khi chúng ta bật công tắc pha cốt thì nó sẽ chỉ thị cho cái bi này, nó sẽ làm việc đóng mở pha cốt. Và bây giờ là mình sẽ test cái phần ánh sáng thực tế của cái mẫu i8s của nhà máy Infica họ sản xuất. Rồi thì bây giờ là mình sẽ đi test cái sản phẩm cho anh em coi. Trong tâm hồn từng dòng suy nghĩ ta xa nhau vì bình minh giấu đi cô đơn ngày dài ta mong quên đi. Thank you.